Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi, sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc bóng tay có tên đội bóng Denver Nuggets như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Và mình sẽ sâu toàn bộ những cái chữ và đoạn dây nhé. Các bạn sẽ sâu lần lượt nó vào, lần lượt nó vào cái phần dây là được. Và mình sẽ ngăn cách bằng một cái hình trái tim. Mình sẽ ngăn cách bằng một cái hình trái tim, sau đó mình sẽ sâu tiếp chữ tiếp theo. Rồi là mình đã sâu xong tên. Sau khi mà mình sâu xong tên thì mình sẽ đi sâu những cái hạt màu sắc nhé. Rồi với chiếc vòng này thì bây giờ mình sẽ sâu vào đây những cái hạt mặt cười màu đen này. Mình sẽ cắt vào đây những cái hạt nào. Mình cứ sâu như vậy cho đến hết phần dây nhé.
sẽ sâu khoảng tầm 3 hạt nữa nhỉ. Như vậy là mình đã xâu xong cái phần hạt vòng tay như thế này. Sau khi mà xâu xong, mình sẽ buộc hai cái đầu dây này lại với nhau. Sẽ cắt bỏ phần dây còn dư. Như vậy là mình đã sâu xong một chiếc vòng tay của đội bóng NBA như thế này. Bên này của mình là có phần chữ, còn bên này của mình là sâu được bằng những cái hạt màu xanh và những cái hạt mặt cười màu đen như thế này. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye.